Ekip chúng tôi đã thử qua rất là nhiều chất liệu, nhựa thông, keo, rồi cả cái chất làm nail. Thì ekip chúng tôi đã quyết định chọn đường. Thì làm đường á, nó không đơn giản là chỉ là nấu lên rồi xong đổ vô khuôn rồi nó ra một cái ly đường. Thì phải nghiên cứu là cái thời gian nấu bao nhiêu, có nhiệt độ bao nhiêu, khối lượng đường bao nhiêu và nước bao nhiêu để cho nó không tạo thành bọt. Thì ekip chúng tôi đã thử qua nấu tới nấu lui rất là nhiều lần để có được một cái ly ưng ý. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình được cắn ly và mình được diễn những cái cảnh này trên một cái bộ phim điện ảnh như thế. Thì có nói chuyện anh Hải thì anh Hải thấy cái Dũng có vẻ lo lắng, thì anh Hải mới nói trấn an Dũng liền, nói là em yên tâm, em cứ tập trung diễn cho thật là tốt, còn tất cả những cái chuyện khác là sẽ có anh lo và anh sẽ giúp cho em. Ý mày nói tao hại chết thằng An, tao nói không đúng sao hả? Nếu mày không ghép á, làm sao xảy ra tai nạn, làm sao nó chết, tao nói đúng không? Đó là một cái cảnh phải nói là rất là hấp dẫn cho bộ phim, mà mình cảm thấy là đây là một cái trải nghiệm tuyệt vời của một người diễn viên. Và chúng nghĩ là các bạn cũng không nên cắn ly.